Và như vậy là xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu bán kết. Vị trí phi sô thuộc về cái tên Phi Cà Mau, Ala sẽ là Thương Đô Pinho. Và vị trí của Phi Canh, vị trí còn lại bao gồm cầu thủ áo số 20, đó là vị trí của Trung Cô Đơn. Cú dứt điểm. Như vậy là bàn thắng mở tỷ số nó đã đến dành cho doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh. Cú dứt điểm rất căng của cầu thủ kim danh hai Thương Đô Pinho. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống xử lý tốt của Thương Đô Pinho. Thành rằng họ gặp đôi chút khó khăn khi họ không có được một khoảng thời gian nghỉ nhiều hơn, do họ phải thi đấu ở lượt trận sau. Vẫn còn pha chạm bóng hay, cú dứt điểm không thành công. Và xử lý tốt của cầu thủ áo số 19, đó là vị trí của Chí Đặng. Thương Robinho vẫn còn, còn là số 79. Và đặt lòng chuẩn xác của Việt Anh, 2-0 dành cho doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh. Tổ đấu tiếp theo của doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh đã được đưa vào. Thời gian vẫn còn khá nhiều dành cho FC Đà Nẵng. Lúc này đây họ cần phải nhanh chóng có được bàn thắng trong tỷ số trận đấu. Vẫn còn cơ hội, bàn thắng trong tỷ số nó đã đến dành cho FC Đà Nẵng. 1-2. Và trận bóng cuối cùng là của Chí Đặng. Hàng phòng ngự của các cầu thủ doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh đã quá lơ là trong pha bóng này. Sự chủ quan nó đã đến và doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh họ đã phải nhận bàn thua. An Ninh kiệt nhóc đánh đầu không vào, vẫn còn không được. Duy Búng bóng lại về chân của các cầu thủ đó. Năng Rio tiếp tục là Năng Rio, đường chuyền hay, cơ hội không được. Đường chuyền của Trung Cô Đơn, kiệt nhóc, kiệt nhóc chân trái, Trung Cô Đơn 3-1 dành cho doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh. Một cú đệm lòng ở vị trí góc hai chuẩn xác. Trung Cô Đơn đây sẽ là thời cơ dành cho số 68. Không được, và để bóng hơi dài của Tiểu Vi. Cơ hội dành cho Thương Robinho. 4-1 dành cho doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh, cú đúp bàn thắng của Thương Robinho. Điều chuyển lên của Nguyễn Linh. Vẫn còn rất hay, cơ hội phải dứt điểm không thành công. Đường chuyển tốt của Năng Rio nhưng đồng đội đã không thể tận dụng thành công. Đang treo thưởng, Trung Cô Đơn ghi bàn thì sẽ được tặng một cây xà lụa đến từ chị Năm. Như vậy lúc này đây Trung Cô Đơn đã ghi bàn, cú ra chân chuẩn xác nữa của Thương Robinho. Cú hat-trick bàn thắng của số 79. Rương mặt khá ngầu của Thương Robinho sau khi ghi được bàn thắng thứ 3. Mặc dù mặt rất ngầu nhưng chúng ta đều có thể thấy được việc không có được một khoảng thời gian nghỉ quá dài và phải đụng độ với một đối thủ với rất nhiều những cầu thủ có danh tiếng ở phía doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh khiến cho Thanh Đăng gặp những khó khăn. Một cú đặt lòng không thành công của Tử Vi, hai cú đặt chân liên tiếp của số 68. Xin gửi lời chào đến Sĩ Lê. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 6 dành cho doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh. Pha làm bàn của số 68 Tiểu Vi với cú chạm bóng chuẩn xác của Tiểu Vi sau đường chuyền kiến tạo của Duy Búng. Thời cơ dứt điểm ngay, cú dứt điểm vẫn chưa thành công của số 32, đó là Minh Mẫn. Tiểu Vi đường chạm bóng hơi nhẹ, Minh Mẫn phản công dành cho FC Thanh Răng. Đường chuyền hợp lý, rất nỗ lực Minh Mẫn, chưa thể có được pha dứt điểm thành công. Một thoáng hơi chần chừ,
Tiểu Vy cộng 2, không được. Đường chạm bóng là của số 35 vừa rồi, đó là Văn Toàn. Cú chạm bóng chưa thành công, quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của Thanh Răng. Đây là ông bầu của đội bóng này. Cơ hội được chuyền, không được, vẫn còn. Phạm hoạt bóng hay, không có được bàn thắng dành cho MC Thanh Răng, quá đáng tiếc. Nguyễn Hiệp đang có lời nhắn nhủ, cố lên Hi ơi, Hi ghi bàn anh tặng Hi cái tủ lạnh. Thượng Robinho, kiệt nhóc Thượng Robinho, quá đẹp mắt. 7-1. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha phối hợp 1-2 của kiệt nhóc và Thượng Robinho. Cứ ngờ kiệt nhóc là cầu thủ chiếc điểm nhưng không. Đó là một đường trả bóng lại dành cho Thượng Robinho. Văn Toàn đưa bóng vào, cộng 2, không vào. Quá đáng tiếc. Trung cô đơn. Thượng Robinho, vẫn là Thượng Robinho. Thượng Robinho, một cú dứt điểm đưa bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn đối phương. Đó là một đường chuyền ngang. Đường chuyền của chiếc điểm vẫn chưa thành công, đang có rất nhiều đường nhồi bóng đến cho vị trí của Thanh Răng. Năng Rio, Văn Toàn, đường chuyền cộng 2, vào. Như vậy là số 69 Thanh Răng 100 cũ của đội bóng đã ghi bàn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại đường chuyền của Năng Rio. Tiếp tục cơ hội, đường chuyền vẫn còn, không vào. Vẫn tiếp tục, bóng tiếp tục, bóng đã chạm tay của Thanh Răng. Đường chuyền không chuẩn xác. Thầy cờ tiếp tục quay trở lại dành cho các cầu thủ đó. Cộng 2, cầm được rồi. Thầy cờ vẫn còn, bàn thắng tiếp theo nữa dành cho Thượng Robinho. Như vậy lúc này đây chúng ta đã nói coi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, doanh nghiệp tư nhân Quốc Khánh giành chiến thắng với tỷ số là 9-2 trước FC Thanh Răng.